Kính thưa quý thầy, cô giáo, quý bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn, hưởng ứng phong trào đọc sách trong toàn liên đội, chi đội lấy tự trạng lớp 7C chúng em xin được phép xây dựng video giới thiệu thư viện của chúng em. Trường Trung học cơ sở Phú Vinh là một trường ven biển phía đông của thị xã Đức Phổ, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tập thể và cá nhân, được sự quan tâm đúng mức của thầy hiệu trưởng nhà trường. Vào ngày 22 tháng 12 năm 2021, dự án Thư viện Quốc gia Việt Nam chính thức các ban khánh thành Thư viện trường Trung học cơ sở Phú Vinh. Thư viện được xây trong khuôn viên trường bên cạnh nhà thi đấu đa năng và hồ bơi, trông rất thân mát và đẹp đẽ. Quý thầy cô giáo và toàn thể các bạn đã đến với Thư viện trường Trung học cơ sở Phú Vinh. Thư viện trường chúng em đã đi vào hoạt động, thu hút rất nhiều bạn đang liên đội đến mượn và đặt sách rất hào hứng. Thư viện được trang bị một số đồ máy và rất nhiều loại sách để hỗ trợ và phục vụ tốt cho thư viện. Kính thưa quý thầy cô giáo và các bạn, ngoài những buổi học, chúng em được đến thư viện với không gian sạch sẽ, thoáng mát, các loại sách được cô quản lý thư viện làm danh mục rất khoa học. Chúng em đến với phòng đọc rất tự giác và thân thích. Chúng em được trao dồi kiến thức, được giải trí qua một số tác phẩm hay. Chúng em rất cảm ơn nhà tài trợ Thư viện Quốc gia Việt Nam, cảm ơn sự chỉ đạo của thầy hiệu trưởng. Chúng em xin hứa sẽ tích cực trao dồi kiến thức qua các tác phẩm sách mà thư viện đã trang bị cho chúng em. Của chi đội chúng em thực hiện với tinh thần, chúng em muốn nhắn nhủ các bạn hãy tích cực đọc sách mỗi ngày để bổ sung kiến thức cho mình và các bạn đội viên quý bậc phụ huynh tại trường Trung học cơ sở Phú Vinh nói riêng và của thị xã Đức Phổ nói chung. Hãy đến với thư viện trường Trung học cơ sở Phú Vinh, luôn luôn sẵn sàng chào đón các bạn. Cuối cùng, tập thể chi đội lý tự trạng của chúng em xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ dự án Thư viện Quốc gia Việt Nam. Kính chúc quý đại biểu, quý thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh và toàn thể các bạn mạnh khỏe thành công.